Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel YouTube của mình Na Hiếu đây. Thì hôm nay thì mình cũng chơi tiếp cái con game Beatbox này nha mọi người. Thì hồi nãy mình cũng chơi cái con quay thú và cái kết lên được một 3 mét này. Vốn mình có 1m2 thôi. Cũng ok, ăn được ít 2 vốn đó mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ quay tiếp cái con sổ lốc phá băng nha. Vậy trước khi vào chơi, anh em hãy ủng hộ giúp mình một like và subscribe nha. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Và mình sẽ quay luôn là 250k nha mọi người. Ok là phải thì ok lên luôn. Và anh em nào mà thích nhận code free cái con game này thì đừng lên tải game, mình có bỏ trong phần mô tả với lại game dưới bình luận nha. Anh em có chơi thì tải về, mình có hỗ trợ code cho anh em trải nghiệm nha. Rồi, ok anh em ơi, được free luôn mà. Mới vào quay sương sương mấy phát thôi. Vào free luôn, ngon quả trưởng. Ảo quả nha anh em. Có lời rồi đó mọi người à. Riêng cái gì chứ, vào free là có lời thôi. Nó cũng được 15 free nha anh em. 15 lượt miễn phí đó. Quay miết thôi. Ok, mới có được 350 thôi. Mà hết 3 vòng rồi. Ôi trời ơi, làm tí ảo thật nha anh em. Của mạnh đó. Ây da, xuống nè. Xuống luôn. Ok, xuống luôn. Ây da, không được rồi. Lên nè. Ôi da, không được luôn anh em ơi. Lên cái nữa. Ôi trời ơi, đặt 10k mà bị quả trưởng ra. Thôi anh em ơi, làm thủ thuật 5k 10k thôi, chứ nếu mà lật 500-600k không chơi kiểu vậy được đâu nha. Nếu mà anh em làm liều giống mạnh thì lật 1k mà lên tới 1 mét mấy anh em. Ôi trời ơi. Mình chơi không lại anh em à. Nhưng mà kiểu mình chơi giống nó cũng được thôi, nhưng mà cũng khá là lâu mới được ấy. Nó chơi sao không hiểu sao mà nó lại lên được hai quả trưởng ra. 1k mà lên 1 mét mấy thôi chứ bó tay trong cơm rồi. Ai à, được 18 rồi anh em ơi. Ôi, lên được 5 mét nè. Lời lãi được 2m rồi anh em à. Ngon rồi, trong ngày hôm nay mà kiếm được 2m là quá là easy win. Tiếp nào. Còn có 3 lượt anh em à. 3 lượt này chắc lên được 6m rồi. Nổ đi. Ây da, phát cuối cùng nổ. Đéo nổ luôn kìa. Hả hữu. Ồ, còn có 200k nữa, lên 6m không được anh em. Hay chưa. Ôi trời ơi, hảo game rồi. Rồi, tiếp nè. 175k nè. Tiếp nào anh em ơi. 200k nè. Ok nha. Rồi, dày đồ các kiểu 50k. Rồi, 5m xuống còn cả 5m mấy anh em à. 54 à. Rồi, tiếp tục nổ này. Lên lại nào. Đây, giờ gần đầy cái cây năng lượng luôn rồi kìa anh em. Nhưng mà anh em thấy vậy thôi chứ quay lâu lắm nó mới đầy nha. Nhưng mà nhiều khi nó đầy rồi nó nổ cũng như đặt cầu thôi anh em à. Hảo lắm. Mình hôm trước mình quay rồi, quay miết mà nổ đâu bao nhiêu đâu. Ok, cây này nổ được 75 cành. Ê, xuống 5m nghỉ cho rồi. Thôi nghỉ nha anh em ơi. Thôi lật thủ thuật 40 mấy cây kia anh em à. Lên này. Lật hết rồi nghỉ thôi anh em. Liều ăn nhiều. Ai dạ. Lên nữa này. Ôi, lật như cắt anh em à. Rồi, nhận coi ăn cái cho nó vui anh em. Rồi rồi, đây này. Dè lên nè, dè lên ách nào. Lên, đu, lên thiệt luôn anh em ơi. Ảo may dữ trời. Ok, lật 200 luôn đó. Lên luôn anh em. Đó, ui dồi, gần lên 6m rồi. Lên 6m luôn anh em à. Ui dồi, liều luôn nè. Ây dù, liều. Rồi xong luôn rồi, nó dụ rồi. Xuống lại rồi, thôi không ghiền anh em. Nhất định là không phải ghiền nữa nha anh em. Nó bịp rồi. Hảo phải rồi. Cho ăn vậy mà cũng vẫn bịp được. Úi dồi ôi, thôi nghỉ luôn anh em à. Là bài sư sương chơi và cái kết lên được 800 mấy. Nhưng mà nó không cho lên 6m. Nó lấy lại hết luôn anh em. Thôi nghỉ nha. Chúc anh em may mắn. Bye bye. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một subscribe nha anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em video sau nha.